mà My là đi làm hồi hồi năm vừa rồi, vào tháng 11 năm vừa rồi, sẽ giữ được tới khoảng từ 2 đến 3 năm nữa, thậm chí là nhiều lâu hơn nếu mà mình giữ nó ở trong cái điều kiện đó là dạ mẹ không quá mà mí dạ mẹ trời ơi không có đái à, uống nước nhiều gì mà không đái à, chưa đái nữa hả? Nào đái à, đi vô nhà vệ sinh nha, rồi đứng lên đi, đứng lên mà còn vô. You like this one? You like this này hả? Wait wait, đợi đi, đáng xí, đáng xí. Rồi. Trời ơi, áo này xíu à. Rồi, đi ra ngoài đi. No, Mia, come outside. Go outside. Mia. Don't let him eat this one. For breakfast. Because he didn't want breakfast. Yeah. The noodle I put in the cooler. Chào mừng cô chú anh chị trở lại với kênh Vợ Việt Chồng Amis. Thì ngày hôm nay Nhi sẽ làm lại cái món đậu bắp muối chua này. Đây là cái món đậu bắp mà Nhi làm hồi năm vừa rồi, vào tháng 11 năm vừa rồi. Và năm nay khi mà ăn lại đó thì nó vẫn còn rất là ngon. Và mặc dù Nhi không có để trong tủ lạnh, và Nhi để ở ngoài, để ở trong cái chỗ mát của kính đó, thì giữ lại cái màu rất là ngon. Cô chú anh chị này, cô chú anh chị nhìn xem nè. Tại vì Nhi để ớt nhiều cho nên nhìn cái màu nó hơi đỏ đỏ. Đây, giữ được rất là lâu. Và nếu như mà mình vẫn chưa có ăn á, thì mình không có mở nắp á, thì mình vẫn sẽ giữ được tới khoảng từ 2 đến 3 năm nữa, thậm chí là nhiều lâu hơn nếu mà mình giữ nó ở trong cái điều kiện đó là chỗ thoáng mát, chỗ kín thì sẽ bảo quản rất là lâu cô chú anh chị. Năm vừa rồi Nhi có làm cái loại đậu bắp muối chua này, nhưng mà tại vì trong cái lúc mà quay video Nhi không có quay rõ chi tiết về cái liều lượng, về nguyên liệu, cho nên là nhiều cô chú anh chị tìm thắc mắc rất là nhiều và có nói rằng là chưa có hiểu trong cái quá trình làm. Cho nên là bây giờ năm nay thì Nhi sẽ làm lại và quay lại cái video này. Và bây giờ Nhi có chuẩn bị những cái nguyên liệu tại nơi đây, thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Ở đây thì Nhi có khoảng 3 kg đậu bắp nha cô chú anh chị. Nguyên liệu kế tiếp đó là tỏi với lại ớt. Cô chú anh chị có thể sử dụng ớt khô hoặc là ớt tươi cũng được nha. Rồi bên cạnh đó thì Nhi có sử dụng giấm táo. Nếu mình không có giấm táo thì mình cũng có thể sử dụng giấm gạo hoặc là giấm trắng. Đây Nhi cũng có chuẩn bị đường và muối nha cô chú anh chị. Đồ không thể thiếu đó là cái keo nha cô chú anh chị. Cái loại keo này á rất là nổi tiếng ở bên Mỹ này, nó có tên là Mason jar. Cô chú anh chị nào ở bên Mỹ này thì sẽ biết rõ cái loại keo này, bởi vì nhà nào cũng có hết trơn á. Và thường á thì những người Mỹ đó, đặc biệt là Amis bên chồng của Nhi đó, họ thường sử dụng loại keo này để mà đóng hộp. Người Mỹ họ cũng có làm nữa, nhưng mà Amis thì họ làm phần nhiều hơn, tại vì họ có rất là nhiều rau đồ ở trong vườn đó.
Thì bây giờ Nhi trở lại nha. Ở Việt Nam mình không có cái loại keo này á, thì mình có thể sử dụng được những cái loại keo khác, nhưng mà phải bằng thủy tinh nha cô chú anh chị. Nhưng mà trong quá trình mà muối để mình để dành á, thì cái thời gian nó sẽ ngắn hơn như ở bên đây. Tại Việt Nam của mình á, nó không có cái dạng keo đặc biệt thế này. Cái keo này nó có thể chịu nhiệt được. Cái cách muối chua đó thì nó cũng giống như Việt Nam mình. Về cái nước giấm đó, thì Nhi làm y gan Việt Nam của mình. Mà nếu mà cô chú anh chị thích đó, thì mình có thể để thêm thì là hạt thì là, hoặc là hột mù tạt, hoặc là tiêu để mình trộn chung theo cái cách mà người Mỹ bên đây họ hay làm. Vì sao mà Nhi lại nói rằng là cái này, cái loại keo này nó đặc biệt một cái hơn? Nó có cái loại nắp như thế này. Và chỗ này nè, khi mà mình cho đậu bắp tất cả các nguyên liệu vào đó, thì mình đậy nắp vào và mình kiểu như đóng hộp ở trong nước sôi đó, thì nó nắp này nó đóng chặt lại rất là chặt, mình mở không có ra được. Cái cách cậy này á, sẽ làm cho vi khuẩn nó không có vào được. Vậy mà thời gian mà mình trữ nó rất là lâu, và cái độ chua đó nó vẫn giữ nguyên giống như ban đầu, nó không có bị lên men, nó không có bị chua thêm, và mình không có cần phải lo ngại trong cái việc mà nó bị lên váng. Bây giờ Nhi cho cô chú anh chị xem, đây là cái đậu bắp mà mình mà Nhi đã làm hồi năm rồi. Đây, cô chú anh chị đâu có thấy cái miếng váng nào đúng không? Còn bây giờ thì Nhi sẽ đi chuẩn bị cái phần nước giấm pha nha cô chú anh chị. Thì liều lượng thì Nhi sẽ trình bày ở trong lúc mà Nhi pha giấm nha. Nãy quên gì để nước. Bởi vì là Nhi xài cái loại giấm táo cho nên là nó rất là chua. Cô chú anh chị cũng có thể xài giấm trắng, giấm gạo mình cũng được, cái loại mà để dành làm đồ muối chua đó. Cho nên Nhi sẽ giảm cái lượng giấm ở đây. Bây giờ Nhi sẽ để trước một cái khắp này. Một khắp này thì nó tương đương là hơn 1 lít giấm nha cô chú anh chị. Đây là Nhi để 3 khắp rưỡi nước. Với lại là một cái khắp này giấm táo. Tại vì cái loại giấm này nó rất là chua. Ở đây thì Nhi sử dụng muối hồng. Thì Nhi chỉ để khoảng 1 muỗng canh muối hồng mà thôi. Bởi vì cái muối này nó cũng rất là mặn. Ba khắp đường này anh chị có thể gia giảm theo cái độ thích của mình. Tại vì là có người thì họ thích ăn chua, nhưng mà có người là họ thích ăn chua ngọt, và có người thì họ lại thích chua nhiều hơn hoặc là ngọt nhiều hơn. Cho nên là cô chú anh chị gia giảm theo cái lượng yêu thích của mình nha. Rồi đối với cái loại giấm để muối chua này thì nó cũng rất là đơn giản cô chú anh chị, giống như là cách Việt Nam mình nấu cái nước giấm rồi đó. Thì mình chỉ cần để cho nó sôi lên, nó tan hết mấy cái đường với muối đi, thì mình sẽ tắt bếp. Bởi vì năm nay đậu bắp nhà Nhi nó không có được tươi tốt ngon cho lắm giống như năm rồi. Có những cái trái nó bị hư như thế này thì Nhi phải đem lựa ra. Sau khi lựa ra rồi đó thì mình đem đi rửa nha cô chú chị. Nãy giờ Nhi lựa ra thì chỉ còn ít lại chắc khoảng 2kg à. Cái này là nhà Nhi trồng nha, cho nên là đồ hữu cơ, không có phân thuốc, không có gì hết. Mình chỉ cần rửa sạch mũi bẩn thôi. Thời gian mà đợi đậu bắp nó khô, cô chú anh chị nó khô ráo đó, thì Nhi sẽ trụng mấy cái khử khuẩn mấy cái keo nha. Mình để cho nước nó ngập luôn mấy cái keo nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ canh khoảng 15 phút nha. Khoảng 15 phút á, thì mình sẽ vớt nó ra nha cô chú anh chị. Nhớ là mình úp nó ngược lại nha. Ở dưới này thì Nhi có lót sẵn cái khăn rồi. Đối với tất cả các loại nắp này thì đem đi khử trùng nha cô chú anh chị. Cái dòng này thì mình sẽ không cần phải khử trùng nha cô chú anh chị. Nhưng mình chỉ cần khử trùng cái này thôi. Bây giờ mình sẽ cho đậu bắp vào trong keo nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể trần qua nước sôi, rồi sau đó bỏ vào trong cái thau nước lạnh.
để cho nó giữ độ giòn á. Nhưng mà với Nhi thì Nhi không có cần có nước sôi, Nhi sẽ để tươi như thế này luôn và Nhi cho vào keo thẳng luôn. Và lưu ý là khi mình để đậu bắp vào á cô chú anh chị, mình đừng nên ém nha. Tại vì khi mà mình ém vào đó thì đậu bắp nó sẽ bị bể ra và nó sẽ bị nhớt, và khi mà mình muối đó thì mình ăn nó sẽ bị nhũng ra, nó không có được giòn. Rồi đây, như để vừa dặn như thế này thôi. Mà để tất cả các đậu bắp vào trong keo rồi cô chú chị, Nhi sẽ để tỏi với ớt nha. Ở đây thì Nhi làm để bán cho nên Nhi đã cân liều lượng hết rồi, và Nhi cũng sẽ để một nửa ớt, một nửa không ớt nha, nhưng mà tất cả đều có tỏi hết. Tỏi thì mình cắt kiểu gì cũng được nha cô chú anh chị, cắt lát để nguyên tép cũng được, hay là mình bầm cũng được nha. Bây giờ nước nguội thì Nhi sẽ đổ, Nhi đổ nước giấm vào nha cô chú anh chị. Mình đổ nước giấm vào rồi đó thì mấy cái miệng này á, nó sẽ bị dính giấm, cho nên là mình sẽ lấy cái khăn gì cũng được á, sạch nha cô chú anh chị, mình nhúng vào nước nóng rồi mình lau cái miệng của nó để tránh bị sét, bị rỉ sét hoặc là bị móc ở đây. Bây giờ mình sẽ để nắp lên. Khi mình đẩy cái dòng này lại á, mình không cần phải dặn chặt nha cô chú anh chị, chỉ nhẹ nhẹ thôi. Thì mình cũng sẽ sử dụng cái nồi nước sôi lúc nãy, và mình cũng sẽ đem đi đóng hộp luôn, cho quá trình mình đóng hộp luôn. Mình cũng sẽ để nước nó ngập hết mấy cái keo nha cô chú anh chị. Rồi đối với cái dạng muối chua đó, từ lúc mà nước nó sôi cho đến khi mà xong đó thì mình sẽ để cho nó nấu trong khoảng nửa tiếng nha cô chú anh chị, sau đó mình sẽ lấy ra. Dớt ra nha cô chú anh chị. Cách mình kiểm tra là nó đạt chưa là mình ấn ở đây nè. Nó gì là đây. Nó gì nè. Là nó đạt rồi nha. Bây giờ Nhi chuyển qua làm tỏi luôn nha cô chú anh chị, tại vì mình không làm sớm sớm thì nó sẽ bị hư á. Mấy cái củ bự bự này thì Nhi sẽ đem đi sắc mỏng ra rồi đem đi sấy lên cho ông xã Nhi, ảnh thích ăn cái dụng mà tỏi sấy, sấy bằng bằng cái máy sấy nha cô chú anh chị, chứ không à, cái này Nhi làm để bán luôn, vừa ăn vừa bán luôn, cho nên là Nhi cũng có cân trọng lượng. Cái này thì khoảng 8 ounce.
Để mấy chéo kêu cho nó đẹp đẹp nha. Chị xem thử nha. Đây, cái này mở không lên luôn nè. Nó rất là cứng khi mà mình đóng như cái đậy, tại vì cái nắp này á nó có cái đường viền này là cái dạng như là mình đậy lại đó, cái xong mình bỏ nước sôi cái đầu nó siêu lại, cái chỗ này nó hít chặt vô trong cái miệng của cái keo luôn. Cho nên là khi mà mở ra rất là cứng, rất khó mở, mỗi lần như mở là phải nhờ anh John mở. À, nè, cô chú anh chị nhìn xem nè, đó, thấy không? Đây. Nhi cầm gì luôn nè, là Nhi đâu có đẩy cái dòng này đâu, là nó vẫn ok bình thường. Đó. Rồi Nhi quay lại nha cô chú anh chị. Đây, sau khi mà nấu xong, sau khi mà đóng xong rồi á, tại vì cái này Nhi để ớt khô á, cho nên Nhi để nhiều. Khi mà nấu thì nó ra màu, nhưng mà cái ớt tươi thì cái màu nó không có được đẹp như thế này. Đây. Rồi. Cái này thì đã mở rồi, cho nên là Nhi lấy ăn thử cho cô chú anh chị xem nha. Đây nè, giống như nó được chín rồi á. Nhi thích cái dạng mà chua chua ngọt ngọt, có cái vị ngọt nó nhiều hơn cho Nhi, nên là Nhi để đường nhiều, với lại cái này Nhi cũng để ớt nhiều, ăn nó rất là ngon luôn cô chú anh chị. Nó vừa giòn mà cái độ nhớt của nó cũng không có là quá nhiều khi mà giống như mình nấu canh hay là hấp. Rồi với lại là vị ngọt của nước giấm nó thấm vô, rồi nó ớt nó thấm vô, rồi giòn của bắp, đậu bắp nữa, cho nên là ăn rất là ngon. Ăn không cũng được, hoặc là mình ăn với cơm cũng được. Có một vài người á thì họ sẽ chấm với nước tương hoặc là cái gì đó để có vị mặn mặn một chút xíu, nhưng mà ăn rất là ngon. Cái này Nhi đã làm một năm rồi và cái vị của nó vẫn giống như ban đầu Nhi làm luôn. Người dân ở đây họ rất là thích cái loại đậu bắp mà nhà Nhi làm, cho nên chính vì vậy mà Nhi không có bán, chắc có lẽ là Nhi sẽ không bán tươi nữa, nhưng mà Nhi có bán tươi nữa nhưng mà bán chắc sẽ giảm lại, còn lại đó thì Nhi sẽ đem đi đóng hộp. Như vậy thì nó bán nó sẽ có lời hơn. Rồi cô chú anh chị ơi, nếu mà cô chú anh chị nào có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi nào về việc mà làm đậu mắm muối chua đó, thì cô chú anh chị cứ để dưới bình luận nha. Có thể sẽ có những cái lúc mà Nhi sẽ sơ suất trong lúc mà Nhi quay video, thì cô chú anh chị thông cảm cho Nhi nha. Video của Nhi về cách làm đậu mắm muối chua đó đến đây thì sẽ kết thúc nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều vì đã theo dõi gia đình của Nhi, vợ Việt chồng Amis. Cô chú anh chị đừng quên chia sẻ, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ gia đình của vợ Việt chồng Amis nha. Bye bye. Giờ thì Nhi chuyển qua Nhi làm ỏi hương đi cô chú anh chị. Nhi cố gắng làm cho xong mấy cái này thì Nhi làm những cái công việc tiếp theo, chẳng hạn như là làm sắp nếm tiếp tục. Tại vì á là Nhi đặt hàng ở Nhi đặt ba cái sáp với lại tinh dầu á, nó vẫn chưa có tới. Nếu mà tới thì Nhi phải làm trước, nhưng mà tại vì nó chưa có tới cho nên Nhi tranh thủ Nhi làm cái này. Cô chú chị cũng thấy là sáng giờ Nhi làm ba cái đồ muối chua, đậu bắp với lại tỏi đồ đó, cho nên là Nhi bị đặt như mặc váy. Rồi bây giờ Nhi ngồi dưới đất, ngồi dưới đất thì nó thoải mái lắm cô chú. So chưa đê? Not there. Not there again. Tell me now where did you tell me now? Ôi ơi. Why you want to keep your boots inside? Hả? Huh? Because it's new, what? Yeah. What? Now that's better.
Nhiều chuyện quá à. Lại hôn mẹ miếng coi. Hôn mẹ miếng thôi. Hôn mẹ miếng thôi. Hôn mẹ miếng thôi. Hưởng cái gì mà hử. Hôn mẹ miếng thôi. Nè. Hôn mẹ miếng thôi. Nè, hôn miếng thôi. Hôn miếng thôi. Hôn mẹ miếng thôi. Nè, hôn mẹ miếng thôi. Tôi về là tiếp mẹ liền. Giỏi chưa? Giỏi ghê chưa? Gọi dò đi. Quấy cái gì mà quấy? Dò đi. Hiện tại thì ảnh đang gãi ba cái mùng cưa ở trên cái luống của bông hẹ của chú anh chị. Mùng cưa này thì nhà Nhi đi mua nha. Đợt này thì đi mua. Thôi giỏi chưa con tôi. Nhi quay xa quá không thấy. Ảnh đang lấy cái xẻng của ảnh, ảnh xúc mùng cưa, ảnh bỏ vào trong cái xe đẩy cho ba ảnh kìa. Yes. Còn đây là bữa ăn vô cùng tiết kiệm của chú anh chị. Thịt gà thì được bà nội nuôi của David cho. Còn ớt chuông thì của nhà, cà của nhà. Trứng thì mua thì cũng rẻ thôi. Một dozen 12 trứng thì khoảng 3 đồng. Này ăn 3 trứng này không phải là miễn phí rồi. Cái này thì Nhi xào với cà. À, giống như hơi kho, giống như kho mà xào cái này như tự chế. Như để ớt chuông của nhà vô. Còn cái này là salad của anh xã Nhi. Cà chua, ớt chuông với rau mầm của nhà. Cái này là hoàn toàn là không tốn tiền. Rồi cái này Nhi mới vừa làm xong rồi cô chú anh chị. Cái này là tỏi ngâm giấm nha. Chua ngọt. Đây. Cái này thì sau 2 tuần có thể ăn được nha. Cái màu này là của màu đậu bắp nè. Nhìn ngon nha.